Giant TJ là người New Zealand, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Singapore. Cậu bé là người được coi là thần đồng âm nhạc khi chỉ mới 10 tuổi. Cậu đã biết chơi và sử dụng rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau và có khả năng thanh nhạc tuyệt vời. Cậu bé đang đi biểu diễn khắp châu Á để thực hiện một bộ phim tài liệu cho đài truyền hình New Zealand và Việt Nam. Tất nhiên cũng nằm trong hành trình của cậu, không chỉ là một điểm đến. Chuyến đi lần này như là một lần trở về với quê hương của cậu bé tài năng này. Em tên là Jaden TJ, năm nay em 10 tuổi, em sinh ra ở New Zealand, mẹ em là người Việt Nam, em rất yêu âm nhạc. Từ bé em đã yêu âm nhạc qua những lời hát ru của mẹ từ khi rất bé. Em được học về âm nhạc và nhạc cụ từ bé, và giờ em có thể chơi 12 loại nhạc cụ. Em thường hát bằng tiếng Anh, nhưng cũng hát rất nhiều bài hát bằng tiếng Việt. Dì em đã dạy cho em tất cả các bài hát tiếng Việt mà em biết hát. Tôi nghĩ Jaden sinh ra là để trở thành một người nhạc công. Âm nhạc đã chạy trong huyết quản của Jaden. Từ khi 5 tuổi, Jaden đã khi mà giới thiệu guitar cho Jaden ấy, thì Jaden đã về và nó rất là tập, rất là chăm chỉ. Cả hai vợ chồng thấy rằng là có lẽ là nó rất là thích âm nhạc, cho nên là cũng nuôi dưỡng theo cái xu hướng đó. Em rất thích các bài hát Việt Nam và em rất yêu Việt Nam. Em rất thích mỗi lần khi mẹ đưa em về Việt Nam. Em mong sau này trở thành một nghệ sĩ thực thụ và có thể trở về Việt Nam làm việc khi em lớn lên. Yeah.